Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của XZ, đó chính là ca khúc Untouchable. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin hướng dẫn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đặt qua như thế này. Một, và bước chân bên phải lên, sau đó là hai tay của mình sẽ đóng lại như thế này. Hai, 3, 4 và 5 và 6 và. Ok, đi lại nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6 và. Sau đó mọi người đặt tay qua 7, 8, 8, 1, 2, 8, 3, 8, 4, 8. Và mình trụ lên chân phải, hất hai tay và chân bên trái qua hai vòng, sau đó xoay tay bên phải hai vòng. Ok, đến lại nhá. Bùng chắc, bùng bùng chắc, bùng bùng chắc, hất and hất and xoay và xoay. Sau đó mọi người đặt tay phải lên trên, tay trái lên dưới. Một, hai, tạ, ba, 4, 8. Mọi người quơ phần tay phải qua bên phải như thế này. Phần chân của mình sẽ móc lên phải và trái. Thì cái phần khi mà chân trái mình hạ xuống là phần tay của mình sẽ kéo lên như thế này ha. Ok, sau đó mình đặt qua bùng tắt và dặn 1, 2, 3, 4. Ok, sau đó chúng ta sẽ đặt phần tay qua như thế này. 5, 8, tạ, sáu, tạ, tạ. Ok, phần chân mình sẽ mở ra đi theo phần tay, phần hông của mình sẽ đi quanh đi lại giống như vậy, và hai chân kéo vào hạ xuống như bảy như tám. Ok, sau đó chúng ta sẽ đặt lên một phần chân trái và phần chân phải và phần tay trái. Một, hai, ba, ôm dạ. Rồi sau đó mình sẽ đặt qua phần hông của mình sẽ đè vào bên trong, phần tay sẽ mở 1, 2, 3, mở 4 và nắm lại như thế này. Còn phần chân của mình sẽ đi gót, mũi gót và đặt lên như thế này. Còn cuối cùng chúng ta sẽ hất vai và tay lên. 1, 2, 3, 4, đi 5, 6, dần nhịp 7, phần tay của mình sẽ kéo qua như thế này, và 8 và bùng là mình nhìn mặt qua bên đây. Ok, bây giờ mình sẽ đếm một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ kiếm thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, bừng tắt, 7, 8, bỏ 1, 2, 8, 3, 4, 5, 8, 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nhé. 5, 6, 7, 8, 1. More.
đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Untouchable rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện video dạy nhảy nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như là like và share cho video này giúp Bin nha. Video này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.